Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mua hosting từ A2 Hosting để làm website. Thì đầu tiên các bạn vào trang a2hosting.com. Sau đó chúng ta vào phần Share Hosting ở đây. Như các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. Thứ nhất là gói Lite, thứ hai là Swift và cuối cùng là gói Turbo. Thì các bạn tùy theo mục đích sử dụng của các bạn mà chúng ta có thể lựa chọn cái gói phù hợp. Với gói Lite thì các bạn sẽ dùng làm được cho một website, còn gói Swift và Turbo thì các bạn sẽ làm được cho vô số website. Cho nên nếu bạn nào có nhu cầu làm nhiều website thì các bạn nên chọn gói Swift. Còn ở đây mình làm ví dụ mẫu cho mọi người thì mình sẽ chọn gói Lite. Chúng ta nhấn chọn nút Get Lite ở đây. Rồi, các bạn sẽ đến cửa sổ này thì các bạn sẽ chọn cái ô là I will use my existing domain and update my name server. Chúng ta sẽ chọn cái này. Lựa chọn này có nghĩa là bạn đã có sẵn tên miền rồi và bây giờ bạn chỉ mua hosting thôi. Còn đối với những bạn nào mà chưa có tên miền á thì các bạn cần đi mua tên miền. Thì mình đã có một video hướng dẫn cách mua tên miền ở Namecheap trên Kiếm Tiền Center rồi, cho nên các bạn có thể lên trên web kiếmtiềncenter.com hoặc là lên trên kênh YouTube của Kiếm Tiền Center để xem. Ở đây thì mình sẽ đánh cái tên miền của mình vào đây. Những cái lựa chọn còn lại thì các bạn cũng không có cần quan tâm đâu. Chúng ta chỉ cần chọn cái này. Lựa chọn này là được. Rồi, mình đánh tên miền của mình là blogsuckhoe.us vào. Sau đó mình ấn nút Use. Rồi, đến với trang thanh toán thì các bạn sẽ chọn cái thời gian mà chúng ta mua cái hosting này. Thì các bạn lưu ý, nếu như các bạn mua theo một tháng thì sẽ có mức giá là 9,99 đô. Nếu các bạn mua theo 12 tháng thì mức giá sẽ giảm xuống còn 8,99 đô cho một tháng. Tương tự như vậy là với 24 tháng và 36 tháng, các bạn càng mua lâu hơn á thì cái giá tiền các bạn phải trả càng giảm xuống. Cho nên nếu bạn nào có nhu cầu xài xác định là mình sẽ làm lâu dài thì các bạn nên mua gói theo năm để được giảm hơn. Còn ở đây thì mình làm ví dụ cho mọi người mẫu thôi, cho nên mình sẽ mua gói theo tháng. Rồi, thì cái coupon của A2 Hosting là ZIP51, họ tự động nhập vào và họ giảm lại cái mức tiền mình phải trả là từ 9,99 đô mình giảm còn có 4,9 đô thôi. Những cái coupon này thì phụ thuộc vào thời điểm mà chúng ta mua hosting thì sẽ có những cái coupon mại giảm giá khác nhau. Cho nên nếu bạn mua thì bạn có thể lên trên kiếmtiềncenter.com để lấy coupon về dùng thì chúng ta sẽ giảm được chi phí hơn. Rồi, các bạn kéo xuống phía dưới ở đây thì chúng ta thấy sẽ có những cái sự lựa chọn thêm vào. Thì thường thì mình sẽ không có chọn thêm những cái dịch vụ này. Các bạn để ý là ở ô Server Location, nếu như mọi người làm website ở Việt Nam thì các bạn nên chọn Location là cái địa điểm đặt server ở châu Á để tốc độ tải trang sẽ được nhanh hơn ở Mỹ hay là ở châu Âu. Cho nên mình làm ở Việt Nam cho nên mình sẽ chọn server ở châu Á là ở Singapore. Mình chọn ở đây. Rồi, những cái lựa chọn khác thì các bạn cứ giữ nguyên. Các bạn chú ý là sau khi mà chúng ta đã chọn xong hết rồi thì các bạn nhìn kỹ lại cái ô tổng tiền mà chúng ta phải trả. Nếu như mà nó có tăng lên gì đó thì các bạn check lại xem là mình có ấn chọn nhầm cái gì hay không để không phải tốn thêm chi phí. Rồi mình check thì thấy 4,9 đô là đúng rồi thì mình sẽ ấn nút continue ở đây. Rồi, đến đây thì mình sẽ tiếp tục chọn checkout, kiểm tra lại lần nữa, 4,9 đô. Rồi mình bấm checkout. Đến trang này thì các bạn sẽ điền thông tin cá nhân vào, những cái thông tin mà bên A2 Hosting họ yêu cầu các bạn điền hết vào. Và đối với bạn nào chọn thanh toán theo thẻ thì các bạn kéo xuống phía dưới ở đây, các bạn điền thông tin thẻ của mình vào. Còn nếu mà chúng ta chọn thanh toán bằng PayPal hoặc cách khác thì các bạn có thể chọn những cái sự lựa chọn dưới đây.
Rồi sau khi mà các bạn đã điền hết tất cả các thông tin cần thiết vào rồi á, thì các bạn kéo xuống phía dưới, chọn tích vào dấu là I have read and agree to the term and service ở đây. Rồi chúng ta tích vào đây và chúng ta bấm nút complete order. Rồi, mọi người có thể thấy là có một thông báo hiện lên. Thông báo này nói là order của chúng ta đang được review và sẽ được xử lý trong thời gian sớm. Có nghĩa là bên phía A2 Hosting họ sẽ check lại order của chúng ta một lần nữa trước khi mà chúng ta mua được host. Rồi, thì các bạn sẽ vào trong email, các bạn sẽ nhận được một email. Thì email này cũng nói là bên phía A2 Hosting họ sẽ check tay thủ công lại cái phần order của chúng ta trong vòng 24 tiếng. Thì ở lúc bước này thì chúng ta sẽ không cần làm gì cả, mà bên phía họ sẽ gửi tiếp tục một cái mail cho bạn để yêu cầu các bạn xác thực danh tính. Thì sau khoảng không có tới 24 tiếng mà chỉ trong vòng một vài phút thôi thì mình nhận được một cái email mới. Thì bên phía A2 Hosting họ yêu cầu mình cung cấp một cái bản scan chụp màn hình của cái giấy chứng minh nhân dân của chúng ta. Chúng ta cung cấp một cái bản này. Và cái thứ hai chính là cung cấp thêm một cái bản chụp về cái thẻ mà chúng ta sử dụng để thanh toán mua hosting. Chúng ta chụp mặt trước một tấm và chụp mặt sau cái thẻ một tấm. Thì chúng ta có thể che lại thông tin thẻ đi. Có nghĩa là chúng ta che lại cái phần dãy số của thẻ của chúng ta, và chúng ta sẽ chèn vô trong email này để trả lời lại họ, để họ kiểm tra. Rồi, thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong cái mẫu email để trả lời lại cho họ. Thì nếu các bạn thấy ổn thì các bạn có thể dùng cái mẫu email này để trả lời lại cho họ. Thì tổng cộng là sẽ có 4 tấm ảnh ở đây. 2 tấm ảnh về chứng minh thư mặt trước sau và 2 tấm ảnh về thẻ tín dụng mặt trước sau. Các bạn nhớ là lúc mà chụp thẻ tín dụng thì các bạn phải che đi cái dãy chữ số phía trước thẻ nhé. Rồi, thì sau khi làm cái này xong rồi chúng ta sẽ gửi cho họ và chúng ta đợi phản hồi từ phía A2 Hosting. Thì rất là nhanh thôi, chỉ trong vòng khoảng 10 phút lúc mà mình gửi cái email kèm theo các giấy tờ mà bên A2 Hosting họ yêu cầu, thì bây giờ họ đã gửi lại cho mình một email và nội dung là mình đã qua bước xác thực thành công và bây giờ mình có thể vào trong phần A2 Hosting của mình để bắt đầu mua host. Thì bây giờ họ gửi cho mình một cái link như thế này, thì mình sẽ nhấp vào đây. Thì đây các bạn sẽ thấy là có một cái hosting có cái status ở đây là chưa trả, unpaid ở đây, thì chúng ta sẽ nhấp vào và chúng ta thanh toán là xong. Mình sẽ nhấp vào đây. Ở trang thanh toán này thì mình sẽ thanh toán bằng PayPal, thì mình sẽ chọn nút PayPal checkout ở đây. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập vào trong PayPal để hoàn tất việc thanh toán. Đối với các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng thì quá trình cũng tương tự. Rồi mình tiến hành bấm nút Agree and Continue để thanh toán. Và sau khi thanh toán thành công thì bên A2 Hosting họ sẽ tự động chuyển các bạn về lại trang quản lý. Thì lúc này các bạn vào trong phần Service, rồi các bạn chọn My Service ở đây. Rồi các bạn có thể thấy là cái host mà mình vừa mua đang ở trạng thái active, có nghĩa là đã sử dụng được rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn cho mọi người cách mua hosting ở A2 Hosting xong rồi. Chúc cho mọi người thực hành mua host trên A2 Hosting thành công và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau của Kiếm Tiền Center nhé.